Cởi mở, lắng nghe ý kiến người khác là điều nên làm. Nhưng điều đó có tốt không nếu người đàn ông luôn thay đổi quyết định từ góp ý của người ngoài? Anh đi ăn tân gia nhà mình xong về á, anh nói là hình như nhà mình có vấn đề gì á. Nè, anh đừng có nghe góp ý góp ơi vậy nó nghe không? Lúc nào cũng chỉ biết nghe lời bạn bè, thay đổi cái kế hoạch này tới luôn, trong khi là hai vợ chồng đã thống nhất ngay từ đầu rồi. Và phụ nữ phải làm gì khi chồng mình không có chính kiến? Nghe rồi mình làm muốn theo cái ý này ý kia thì về cứ bàn với vợ đi. Người chồng ấy đúng là phải tỉnh táo để nhận biết cái gì đúng và cái gì chưa hợp lý để mình lựa chọn. Nếu mà mình lựa cái lời nói dễ chịu hơn thì chắc là chồng sẽ dễ nghe hơn. Dạ. Tại vì những người chồng như thế này cũng rất là thích ngọt. Làm sao mà dung hòa được cái việc là mình có thể là lắng nghe được người khác tư vấn cho mình, nhưng đồng thời mình cũng phải có bản lĩnh để đón nhận nó, cái gì hợp, cái gì không hợp. Đón xem chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề khi chồng dễ bị tác động, phát sóng lúc 19:15 thứ sáu ngày 29 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.